đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ. Hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, con kính đảnh lại Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bây giờ xin quý vị trong đạo tràng cùng với Ngài Ba Tát Bạch để xin thọ trì tam quy và ngũ giới. U ca sa ma ya phạn vi sông rakhanata ya ti sarane na sa ban ya si la ni ya và con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti dầm vi man tề vi sùng vi sùng rakhanata ya ti sarane na sa ya si la ni ya ya ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta ti dầm bi ma văn phàn tê quy sùng quy sùng rắc ca na tha gia ti sa ra nê na sa bành cha si ni la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, dạ nam mô Bụt Thầy Giá, con kính cung thỉnh Ngài Trí Đức truyền tâm quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nickname mà chúng tôi được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào quý nhân Nhật Hà, sĩ Mai Ta, sĩ Cộng Nhật, sĩ Cộng Mai, sĩ Nhật Quỳnh, sĩ Quán Mộng, sĩ Thanh Hoàng, sĩ Duyên, sĩ Cộng Mai, sĩ Thiên Lạc, sĩ Hạnh Kiểm, sĩ Tâm Hạnh, sĩ Quang Thanh, huynh về nguồn cội, đã hữu sang, và đã hữu đồng khánh. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đầm mong sa năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khang sa năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Đức Tỳ Dâm Bi Bồ Đăng Sa Nâng Ca Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, Đức Tỳ Dâm Bi Đắm Măng Sa Nâng Ca Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, Đức Tỳ Dâm Bi Sang Căng Sa Nâng Ca Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ nhì, Ta Ti Dâm Bi Bụt Đăng Sa Nâng Ca Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, Ta Ti Dâm Bi Đắm Măng Sa Nâng Ca Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, Ta Ti Dâm Bi Sang Căng Sa Nâng Ca Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ ba, Bụt Thăng Sa Ra Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thăm Măng Sa Ra Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sang Khăng Sa Ra Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Tu Ti Dầm Bi Bụt Thăng Sa Ra Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì, Đu Ti Dầm Bi Thăm Măng Sa Ra Năng Gạch Cha Mi,
con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì, tu tư dâm bi sang khang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ nhì, ta bi dâm bi bút thằng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba, ta bi dâm bi thâm mạng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba, ta bi dâm bi sang khang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ ba, tỳ sa na ca năng ni thi tăng phát huy tâm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Thầy, dạ chúng con xin vâng. Ba na thi ba ta vừa là mình đi sẽ khó với năng tâm mà giáo con xin quan dự điều là quy tránh xa sự sát sanh. Adinadana về là mạnh ni sẽ khó bất năng sa ma dạ mi, còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Cà mê su mi cha cha ra về là mạnh ni sẽ khó bất năng sa ma dạ mi, còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da về làm mật ni sẽ khó bất năng sa ma di dạ mi, còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura me ra yama cha pa ma đắc tha na về làm mật ni sẽ khó bất năng sa ma di dạ mi, còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự dây vui uống rượu và các chất say. Ba na ti ba ta về ra ma ni sức kha ba đăng sa ma di a mi, con xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A định na đa na về ra ma ni sức kha ba đăng sa ma di a mi, con xin vâng dự điều học là cúi tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mu cha cha ra quê ra ma ni sít ca ba đăng sa ma di a mi, con xin vâng dự điều học là cúi tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da quê ra ma ni sít ca ba đăng sa ma di a mi, con xin vâng dự điều học là cúi tránh xa sự nói dối. Sura me raya mat chappa ma dathana ve ramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani pancha sikha padani sarukang katwa ngapamade nanichakalang samarakitabang. Chưa Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng quán giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Ma phan tê, dạ chúng con xin vâng. Sile na sukatin yanti, sile na phukasambadai, sile na niputin yanti tasmai, sila nguyệt số tha dê. Các chúng sinh sánh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thu lành thai út ta măng ghê na hoàn đề hằng bà đá măng sung quá rút ta măng út thể vô khá lý tổ đô sô bút thô khá mát út tăng má măng
con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi cần chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hàng thăm mạnh cho đu uy thằng qua rằng thăm mê vô khá lý tô đô sô thăm mô ca ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Phật bảo là Pháp học và Pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp bảo, cúi xin Pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sang khanh châu đô uy thốt ta măng sang thề vô khá lý tô đô sô sang khô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thành tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng minh cho Ngài để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn phước báo hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng Ngài ạ. Sĩ rạc miên mê bụt thá sê thô sà rì bụt tô chá đặc khí nê hoa mạng sê mốc gà la nô pù rà tô bí tà ca tê dân bạch chí mê ma ma a nan đô kì nà sà hoa chá tôn đi sà sà man tà. Lô ca bà la chín đá đê hoa sà phram ma ca e tê sang ngà nú pha quê nà sà bê phá gia u bạc đá hoa nê ca an tá ra gia bì vi nà san tu a sê. Xa tô Đức Phật ngự trên đầu với mặt xá lợi Pháp với trái kiền liên hầu. Trước mặt là tam tạng sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán Đế Thích Lẫn Phạm Thiên do oai lực phát màu. Hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt. Qua bồ tát năng ngô sa thăng ngô tam mang quá răng hi tăng đề quá ma nô sa năng bồ tát tề che na so thi na na san tu bát đa hoa sa bề đục kha vu bát sa men tu tề sa ca toa tam ma ra ta năng ngô sa thăng ngô tam mang quá răng pa ri la hu bát sa ma năng tham ma tề che na so thi na na san tu bát đa hoa sa bề pha ya vu bát sa men tu tề sa ca toa sân kha ra tăng đăng ngô sa thăng ngô tam mang qua răng ao hữu này dân ba hữu này dân sân kha tê chê na so thi na na san tu bát đa hoa sập bê rô ga vô bá sa mên tu tê nguyện cầu oai đức phật bảo nguyện cầu oai đức pháp bảo nguyện cầu oai đức tăng bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất thường, những mộng mi xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Sa thù lành thai chữ trên hương điệu ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài nguyện thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con quy tụ đạo màu tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh văn kinh chí cú sa la cam măng cắt tắc bằng ký ri văn ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tăng ca tăng ye sat ta san ni no ti ye cha sat ta san ni no ca tăng quân nhà pha lăng mây hằng sắp bê pha ghi pha hoàn tu tê ye tăng ca tăng suy đi tăng đinh năng quân nhà pha lăng mây ya ye chất tát tha na cha nan ti đề hoa gan toa ni quê a dùm sắp bê lô cầm mi dê sắp ta chi quan ta ra hê tu ca ma nôn nhăn phô cha năng
sắp bê la tu ma ma chê ta sai phước căn con đàn tạo thành cho thân khẩu ý tu hành nhau nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là mặt trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lạnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đền hầu mắt ngay có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hệ lạnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu phước báo cũng dường quả thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng y đăng nô nha tỳ năng hôn tu su phi ta hôn tu nha ta vô nguyện cho phước báo mà chúng con đã sạch lành đây đến với thân bằng quyến thuộc của chúng con đã quá bạn rồi cầu xin cho các vị ấy có được sự yên vui ý đăng quá ta mê buôn nhân sa quá cây già quá hằng hồ tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Bụt Tha Giá, con đã xong phần để bài tâm bảo và thọ trì quy giới. Con kính cảm ơn ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới cũng như chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Và phước báo nào có được ngày hôm nay con cũng kính dâng đến ngài Trí Đức cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài luôn được dồi dào sức khỏe an vui trong đời sống phạm hạnh và sớm đạt được đạo quả niết bàn. Con cũng chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý vị tu tập được tiến hóa sớm đạt được thành tựu y như ý nguyện. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mic trở lại cho ngài Trí Đức để ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tăng Kha Giá. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính chào quý cô tu nữ, chào chư thiền nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 42. Trước khi đi vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo. Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Kutamo Sappagaru Vichato Kassasatha Chanadam Maku Vido Vanda Mahantan Đất Chanay Giác Cần Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng Thoát ly phiền não trói chăng, tôi thường giao chủ, trí năng vô lượng. Tư đế, ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương phát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bà đi bồ vi gia ta sa san thu nô lô ca nó mạnh tha sa vi nà ca rô khô sáp bành nhu bút thấp bà tí phù tí sinh nhá tô hoàn đà mở hành tầng nó ra phù. Chánh này giác cần pháp bảo ví như ánh vàng như lai soi sáng và đặt màn vô minh làm đạt chúng sinh đầy dụng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô số cá tá sát sa quá cô xích kha số cà mù quá ra thầm mắt xích kha cô niên đà bất sân xà đi ấn nà đá rồ quá rồ hoành đà mất hình tần nó ra phù. Chánh này giác cần tăng bảo tinh ba Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh với trần xá lệ thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường.
Rất tần hát tế nhất tê chê nó sẽ khà mê ê tú quá tha năng tá xà bí à nú qua quê nó sẽ hát xà dê nó sẽ chật tú cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Hà Gia. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 42 và câu Phật ngôn 43 là sẽ kết thúc cái phẩm này. Phẩm tự ngã. Thì xong câu Phật ngôn 42 đến câu Phật ngôn 43 chúng ta sẽ ôn lại về cái phẩm tự ngã. Quý vị học xong thì cảm thấy rằng mình tâm đắc câu Phật ngôn nào, hoặc là có câu Phật ngôn nào đó mình thấy ồ kỳ quá, tại sao như thế mà mình có những cái mà nghi ngờ, có thể đưa ra những cái vấn đề đó rồi chúng ta cùng thảo luận. Rồi vì hôm nay thì bây giờ chúng ta biết câu Phật ngôn 42 mà thôi ha. Chúng ta xin đọc trước. Đi sô đi sang dân tăng ca di ra. Đi sô đi sang dân tăng ca di ra. Đi sô đi sang dân tăng ca di ra. Câu số 2. Quê ri hòa ba na quê ri năng. Quê ri hòa ba na quê ri năng. Quê ri hòa ba na quê ri năng. Chữ ri năng hay là ri năng khá lạ ha. Alo. Quê ri, chẳng phải quê ri. Rồi, đúng rồi. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Đi sô đi sang dân tăng cái gì ra quê ri qua quê ba na quê ri năng. Đi sô đi sang dân tăng cái gì ra quê ri qua ba na quê ri năng. Đi sô đi sang dân tăng cái gì ra quê ri qua ba na quê ri năng. Câu số 3. Miccha bát bani hi tăng chít tăng. Miccha bani hi tăng chít tăng. Miccha bani hi tăng chít tăng. Câu cuối cùng. Abhiyo năng ta tô ca rê. Ba bi yo nang ta to ka re. Ba bi yo nang ta to ka re. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3 câu 4 ha. Miccha banihi tang chit tang ba bi yo nang ta to ka re. Miccha banihi tang chit tăng ba bi vô năng ca tô ca rốt ca rê. Miccha bani hi tăng chít tăng ba bi vô năng ca tô ca rê. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ôn lại nguyên bài ha. Đi sô đi sang dân tăng ca di ra quê ri qua ba na quê ri năng. Miccha bani hi tăng chít tăng ba bi vô năng ta tô ca rê.
đi so đi sang yang tang cái ra quê ri qua bán quê ri năng mít cha bán hi tăng chích tăng ba ví dụ năng ta tô khá ghê đi so đi sang yang tang cái ra quê ri qua bán quê ri năng mít cha bán hi tăng chích tăng ba ví dụ năng ta tô cá rê. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai tương đối dễ hơn về giọng kinh ha. Đi sô đi sân dân tăng cây ra quê ri qua bánh quê ri năng mít chà bánh tăng chít tăng ba bí vô năng ta tô ca rê đi sô đi sân dân tăng ca di ra quê ri qua ba na quê ri năng mi cha ba ni hi tăng chích tăng ba bí vô năng ta tô ca rê đi sô đi sân dân tăng ca di ra quê ri qua ba na quê ri năng mi cha ba ni hi tăng chích tăng ba bí vô năng ta tô ca rê. Như vậy thì quý vị thấy rằng cách đọc thứ hai tương đối dễ hơn ha. Rồi có hai cách đọc về trường âm đoạn âm đọc theo dòng kinh, thì quý vị chọn một trong hai cách đó. Miễn sao quý vị phân tích và nhận định đây là trường âm, đây là đoạn âm, và giọng đọc của quý vị theo cách thứ nhất hay là cách thứ nhì, quý vị tự chọn ha. Đó là giọng kinh. Bây giờ giọng kệ. Giọng kệ thì có ba cách đọc. Cách đọc thứ nhất: đi sô đi sân dân tăng ca di ra quê ri qua ba na quê ri năng mi cha ba ni hi tăng chinh tăng ba vi vô năng ta tu ca rê. Cái đọc thứ nhất là chúng ta đọc từng câu. Cái đọc thứ hai: đi sô đi sân dân tăng ca di ra quê ri qua pa na quê ri năng mi cha ba ni hi tăng chinh tăng ba pi vô năng ta tu ca rê. Cái đọc thứ hai là chúng ta đọc lần hai câu. Cái đọc thứ ba chúng ta đọc nguyên bài: đi sô đi sân dân tăng ca di ra quê ri pa xin lỗi đi sô đi sân dân tăng ca di ra quê ri qua pa na quê ri năng mi cha di mi cha ba ni hi tăng chinh tăng ba bi vô năng ta tu ca rê. Tức là chúng ta đọc nguyên bài ha, và kéo dài nơi đoạn cuối là đọc thứ ba. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu cái đọc thứ tư là quý vị tự chọn ha. Rồi xin mời Sikameta Sikim Sikim Nhung, xin mời nha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Và trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, Quý Bà, Quý Cô Tu Nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin trả bài câu pháp cú số 42.
đi sô đi sang văn tăng ca di ra quê ri hoa ba na quê ri năng mít cha ba ni hi tăng chích tăng ba bi vô năng ta tô ca rê. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Đí đoạn âm sô trường âm thông thường, đí đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá dí là hai đoạn âm ra trường âm thông thường. Quê ri qua là ba trường âm thông thường. Bá ná hai đoạn âm. Quê ri hai trường âm thông thường. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đi sô đi sang văn tăng ca di ra quê ri qua ba na quê ri răng quê ri năng. Và con xin đọc lại câu 1 và câu 2. Đi sô đi âm đọc trường âm thông thường. Bá ní hí là ba đoạn âm. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ba trường âm thông thường. Bí đoạn âm, vô trường âm thông thường. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá đoạn âm, tô trường âm đọc theo trường âm thông thường. Cá đoạn âm, rê trường âm thông thường. Và con đọc lại câu 3 và câu 4. Mít cha ba ni hi tăng chích tăng ba bi vô năng ta tô ca rê. Ba ni hi tăng chích tăng ba bi vô năng ta tô ca rê. Đi sô đi sang văn tăng ca di ra quê ri hoa ba na quê ri năng mít cha ba ni hi tăng chích tăng ba bi vô năng ta tô ca rê. Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà. Gây ác tự thân, gây ác cho tự thân. Và con xin đọc lại bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na quê đi nặng mít cha ba ni thì tăng chích tăng ba bi vô nắng ta tô ca rê. Và con đã đọc xong và kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con xin nhận mít cho người kế tiếp ạ. Hello. Con kính chào sư Chí Đức, các sư và các cô tu nữ. Quý vị có nghe ồn không? Máy lạnh trong xe nó mở đó. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 42. Quý vị nghe rõ ha, rồi cảm ơn. Bây giờ trả bài nè, trả bài xong rồi đi công chuyện đó. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 42. Rồi, ok. Dạ, con xin trả bài kinh Pháp Cú số 42. Đi sô đi sang văn tăng ca di ra quê ri hoa pa na quê ri năng mít
cha pa ni hi tăng chít tăng ba pi yo năng ta tô kha rê đi sô đi sang yang tăng ca di ra quê ri ra pa na quê ri mít cha pa ni hi tăng chít tăng ba ba bi yo năng ta tô kha rê. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Đí đoạn âm sô trường âm thông thường, đí đoạn âm sân trường âm đọc theo sân 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 dân tăng ba trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Không quá mở ra quá cá dí hai đoạn âm ra trường âm thông thường. Để con phân tích lại câu số 1 ha. Đí đoạn âm xô trường âm thông thường, đí đoạn âm xăng văn tăng ba trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá dí hai đoạn âm ra trường âm thông thường. Câu số 2, quê ri qua ba trường âm thông thường, bá ná hai đoạn âm, quê ri hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2 rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Đi sô đi xăng văn tăng ca di ra quê ri qua ba na quê ri năng mít cha ba ni hi tăng chích tăng ba bi vô năng ta tô kha rê. Phân tích câu số 3. Mít trường âm nhắn, cha trường âm thông thường, ba ni hi ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cúng cùi hay câu cuối cùng, ba trường âm thông thường, bí đoạn âm vô trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm tô trường âm thông thường, cá đoạn âm rê trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài. Mít cha ba ni hi tăng chích tăng ba bi vô năng ta tô ca rê đi sô đi sang dân tăng ca di ra quê ri qua ba na quê ri năng mít cha ba ni hi tăng chích tăng ba bi vô năng ta tô kha rê đi đi sô đi sang dân tăng ca di ra quê ri qua ba na ba đi sô đi sang dân tăng ca di ra quê ri qua ba na quê ri năng mít cha ba ni hi tăng chích tăng bà bi vô năng ta tô kha rê. Đợi phân tích câu số 3. Phân tích câu số 3 rồi không? Phân tích câu số 3 và câu số 4. Mít trường âm nhắn, cha trường âm thông thường, bá ní hí ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, bí đoạn âm vô trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm trường âm thông thường, cá đoạn âm rê trường âm thông thường. Thằng cảnh sát ở đầu quên kia nó canh bánh con này, tại con đậu chỗ hai post phù thế không biết gì nữa, thì con trả bài cho xong rồi con dọt. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Nít cha ba ni hi tăng chích tăng ba bi vô năng ta tô ca rê đi sô đi sang dân tăng ca di ra quê ri qua ba na quê ri năng mít ta ba ni hi tăng chích tăng ba bi vô năng ta tô ca rê đi sô đi sang dân tăng ca di ra quê ri qua ba na quê ri năng mít cha ba ni hi tăng chích tăng bà bi vô năng ta tô ca rê đi sô đi sang dân tăng ca di ra quê ri qua ba na quê ri năng mít cha ba ni hi tăng chích tăng bà bi vô năng ta tô ca rê. Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Trên đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con phải đi ra rồi. Con có sai gì không sư? Con xin kể chuyện cho sư nghe. Rồi con xin nhường mic lại cho người khác. Dạ con xin bye bye à. Chúc quý vị được an vui.
Alo, dạ. Dạ, con kính bảo, dạ, con kính đảnh lễ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài. Kính bảo, con xin đọc câu kệ ngôn số 42. Đi sô đi sang giang tăng ca di ra quê ri hoa ba na quê nam mít cha ba ni ba bi dô nang ta ca rê. Đi sô đi sang giang tăng ca di ra quê na quê ri nang mít cha ba ni tăng chi tăng ba bi dô nang ta tô ca rê. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oa khâm hướng tà, gây do tự thả bản dịch của Hòa Thịnh Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Đí là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, sang, giang, tăng là ba trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá, dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, đi là hai trường âm. Quê ri qua là ba trường âm thông, bá ná là hai đoạn âm, quê ri là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đi sô đi sang giang tăng ca di ra và bá ná quê ri năng. Mít là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, bá ní hí là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm, ba là trường âm thông thường, bí đoạn âm, vô là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Mít cha ba ni hi tăng chi tăng ba bi vô năng ta tô ca rê. Sang yang pa ba na we ri nang mit cha ba ni tang pa bi yo ne. Con xin kể ạ. Bi so di sang tang ka di ra we ri wa ba na we nang mit cha ba ni tang chi tang ba bi yo nang ta to ka re. Đi sô đi sang di ra quê ri qua ba năng miệt cha tăng chi tăng ba bi vô năng ta tô ca rê. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc, kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, con kính tri ân giảng, con xin xuống mic thân quá ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 42. Đi sô đi sang giang tăng ca di ra quê ri hoa pa na quê ri năng mít cha pa ni hi tăng chít tăng pa pi yo năng ta tô ca rê. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Đí đoạn âm, sô trường âm thông thường, đí đoạn âm, sang giang tăng ba trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá dí hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, quê ri qua ba trường âm thông thường, thá ná hai đoạn âm, quê ri hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đi sô đi sang giang tăng ca di ra quê ri qua thá ná quê ri năng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Mít trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, thá ní hí ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít
trường âm nhấn, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tha, trường âm thông thường, thí, bản âm, vô, trường âm thông thường, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, bản âm, tô, trường âm thông thường, cá, bản âm, rê, trường âm thông thường, mic cha pani tăng chít tăng pa pi yo năng tato kare. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 42. Đi so đi sang yang tăng kari ra we ri wa pana we ri năng mic cha pani tăng chít tăng pa pi yo năng tato kare. Đi so đi sang yang tăng ca di ra quê ri qua pa na quê ri năng mình cha pa ni hi tăng chi tăng pa pi yo năng ta to ca re. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con cảm ơn quý đạo hữu đã cho con tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 42 ạ. Đi so đi sang yang tang ca di ra quê ri pa qua pa na quê ri năng mít cha pa ni hi tang chít tang pa pi yo năng ta to ca re. Đi so đi sang yang tang kari yara we ri wa pana we ri nang mik cha pani hi tang chit tang pa pi yo nang ta to kare. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Đi so đi sang yang tang kari ra we ri pa pana we ri nang. Đí là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, đí là đoạn âm sang tăng. Sang dăng tăng là ba trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá, dí là hai đoạn âm ra là trường âm thông thường ạ. Quê ri là ba trường âm thông thường, pá ná là hai đoạn âm. Quê ri là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Đi so đi sang yang tang ca di ra quê ri wa pa na quê ri năng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Mik cha pa ni hi tang chit tang pa pi yo năng ta to ca re. Mik là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, pa ni hi là ba đoạn âm. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chit là trường âm nhấn. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Pa là trường âm thông thường, pí là đoạn âm, yo là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường ạ. Con xin đọc lại cả bài. Đi so đi sang yang tang ca di ra quê ri wa pa na quê ri năng mít cha pa ni hi tăng chít tăng pa pi yo năng ta to ca rệ. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin kể. Đi so đi sang yang tang ca di ra quê ri wa pa na quê ri năng mít cha pa ni hi tăng chít tăng pa pi yo năng ta to ca re. Dạ, con đã đọc và phân tích xong ạ. Con có sai, con xin sư và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con xin mời vị kế tiếp ạ. Con không, máy con không nhìn thấy ạ. Con kính tri ân quý đạo hữu ạ.
Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiên Vũ đã cho biết tín hiệu nghe rõ, cảm ơn chị Thanh Hoàng, cảm ơn Quang Thâm. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 42. Đi sô đi sằng dằng tằng ca di ra quê ri hoa pa na quê ri năng nít cha pa ni hi tăng chít tăng pa pi yô năng ta tô ca rê. Đi sô đi sằng dằng tằng ca di ra quê ri hoa pa na quê ri năng nít cha pa ni hi tăng chít tăng pa pi yô năng ta tô ca rê. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Đi sô đi sằng dằng tằng ca di ra quê ri hoa pa na quê ri năng. Đi là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, đi đoạn âm, sằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dằng tằng hai trường âm theo giọng nguyên âm, cá dí hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, quê ri hoa ba trường âm thông thường, tá ná hai đoạn âm, quê ri hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đi sô đi sằng dằng tằng ca di ra quê ri hoa pa na quê ri năng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Nít cha pa ni hi tằng chít tằng pa pi yô năng ta tô ca rê. Nít là trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, pa ni hi ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pa trường âm thông thường, tí đoạn âm, vô trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, cá đoạn âm, rê trường âm thông thường. Nít cha pa ni hi tăng chít tăng pa pi yô năng ta tô ca rê. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 42. Đi sô đi sằng dằng tằng ca di ra quê ri hoa pa na quê ri năng nít cha pa ni hi tằng chít tằng pa pi yô năng ta tô ca rê. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ. Đi sô đi sang dằng tăng ca di ra quê ri hoa pa na quê ri năng nít cha pa ni tăng chi tăng pa pi yô năng ta tô ca rê. Đi sô đi sang dằng tăng ca di ra quê ri hoa pa na quê ri năng nít cha pa ni tăng chi tăng pa pi yô năng ta tô ca rê. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin Sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Xin cảm ơn đạo tràng, xin cảm ơn Kinh Dinh đã post bài. Dạ con xin xuống mic, xin mời Tina. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 42. Đi sù đi sằng dằng tằng ca di ra quê ri hoa pa na quê ri năng mít cha pa ni hi tằng chít tằng pa pi yu năng ta tu ca rê. Con phân tích câu 1 và 2. Đi sô đi sằng dằng tằng kha di ra quê ri hoa pa na quê ri năng tí đoạn âm, sô trường âm thông thường, đi đoạn âm, sằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dằng tăng hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá dí hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, quê trường âm thông thường, ri qua hai trường âm thông thường, bá ná hai đoạn âm, quê trường âm thông thường, ri trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tí su đi sang dân tăng khá dí ra quê ri qua bá ná quê ri năng. Câu 3 và 4. Nít cha phá ni hi tăng chít tăng pa bí yô năng tát tô ca rê. Mít
trường âm nhẫn cha, trường âm thông thường, bá, lý, hai đoạn âm, hí, đoạn âm, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trích, trường âm nhấn, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pa, trường âm thông thường, phí, đoạn âm, vô, trường âm thông thường, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, đoạn âm, tô, trường âm thông thường, cá, đoạn âm, rê, trường âm thông thường, mitra panihitang chittang pa piyo nang tatu kare diso disang yang tang khayira veri wa pana veri nang mitra panihitang chittang pa piyo nang tatu kare. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đi su đi san yang tăng kha yi ra, vê ri wa pa na vê ri năng, minh cha pa ni hi tăng chim tăng, pa pi yo năng ta tu kha re. Đi su đi san yang tăng kha ri ya, vê ri wa pa na vê ri năng, minh cha pa ni hi tăng chín tăng pa. Okay. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và quý bà quý cô tu nữ và đạo tràng, có sai xin sửa giùm cho con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép được đọc và phân tích câu Pháp Cú số 42. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Đi sô đi sang gian tăng ca di ra quê ri wa pa na quê ri năng mít cha ba ni hi tăng chít tăng pa bi yo năng ta tô ca rê. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Đí đoạn âm sô trường âm thông thường, đí đoạn âm sang gian tăng ba trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá dí hai đoạn âm ra trường âm thông thường, quê ri qua ba trường âm thông thường, bá ná hai đoạn âm, quê ri hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giờ con phân tích câu số 3 và câu số 4. Mít trường âm nhấn cha ba trường âm, bá ní hí ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên ích, trường âm nhấn tăng trường âm theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, bí đoạn âm, vô trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, cá đoạn âm, rê trường âm thông thường. Đi sô đi sang gian tăng ca di ra quê ri wa pa na quê ri năng mít cha ba ni hi tăng chít tăng pa bi yo năng ta tô ca rê. Đi sô đi sang gian tăng ca di ra quê ri wa pa na quê ri năng mít cha ba ni hi tăng chít tăng pa bi yo năng ta tô ca rê. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đi sô đi sang gian tăng ca ri ya, vê ri pa na, vê ri wa pa na vê ri năng. Mít cha pa ni hi tăng chít tăng pa bi yo năng ta tô ca rê.
Đi sô đi sang dân tăng ca ri ya vê ri pa na vê ri wa pa na vê ri na mít cha pa ni hi tăng chít tăng pa bi yô năng ta tô ca rê. Giờ con đã đọc về phân tích. Dạ, con cảm ơn. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu Pháp Cú số 42 ngày hôm nay ạ. Đi sô đi sang dăng tăng ca di ra quê ri hoa ba na quê ri năng mít cha ba ni hi tăng chít tăng ba pi yô năng ta tô ca rê. Đi sô đi sang dăng tăng ca ri ya quê ri hoa ba na quê ri năng mít cha ba ni hi tăng chít tăng ba pi yô năng ta tô ca rê. Con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Đi là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, đi là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dăng, tăng là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá, dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, quê, ri, qua là ba trường âm thông thường, bá, ná là hai đoạn âm, quê, ri là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đi sô đi sang dăng tăng ca di ra quê ri qua ba na quê ri năng. Và câu số 3 và câu số 4. Mít cha ba ni hi tăng chít tăng ba bi yô năng ta tô ca rê. Mít là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, bá, ní, hí là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Mít cha ba ni hi tăng chít tăng ba bi yô năng ta tô ca rê. Dạ con xin đọc lại ạ. Đi sô đi sang dăng tăng ca di ra quê ri hoa ba na quê ri năng mít cha ba ni hi tăng chít tăng ba bi yô năng ta tô ca rê. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đi sô đi sang dăng tăng ca di ra quê ri hoa ba na quê ri năng mít cha ba ni hi tăng chi tăng ba pi yô năng ta tô ca rê. Đi sô đi sang dăng tăng ca di ra quê ri hoa ba na quê ri năng mít cha ba ni hi tăng chi tăng ba bi vô năng ta tô ca rê. Dạ con đã đọc xong và kệ xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin mời cô tu nữ phúc hạnh. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, và kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú số 42 ạ.
Đi sô đi sằng dằng tằng ca ri già về rì và ba na về rì nằng mít chà ba ni hi ni mít mít chà ba ni hi tằng chít tằng bà bi dô nằng tá tô ca rề. Đi sô đi sằng dằng tằng ca ri già về về rì và ba na về rì nằng. Đi là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, xăng là trường âm, xăng, dân, tăng là ba trường âm đọc theo dạng nguyên âm, cá, dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, vê, ri, va là ba trường âm thông thường, bá, ná là hai đoạn âm, vê là trường âm thông thường, ri, vê, ri là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Câu 3 và câu 4 ạ. Mít cha ba ni hi tằng chít tằng bà bi dô nằng tát tô cá rề. Mít là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, bá ní hí là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Dít sô đi sằng dằng tằng cá ri già về rì và ba na về rì nằng mít chà ba ni hi mít chà ba ni hi hi tằng chít tằng bà bi dô nằng tá tô cá rê. Dít sô đi sằng dằng tằng cá ri già về rì và ba na về rì nằng mít chà ba ni hi tằng chít tằng bà bi dô nằng tá tô cá rê. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây hại cho tự thân. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, sau đó con xin kể. Đi sô đi sáng dân tăng ca ri ya về ri va ba na về ri nặng mi cha ba ni tăng chi tăng bà bi vô nắng ta tô ca rề. Dạ con đã đọc và phân tích cả xong ạ. Con có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin dẫn xuống mic và xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào, con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 42. Đi sô đi sằng dần tằng ca di ra quê ri và pa na quê ri na ri năng mít cha ba ni hi tằng chít tằng ba bi dô năng ta tô ca rê. Đi sô đi sằng dằn tằng ca di ra huề rì và ba na huề rì năng mít cha ba ni hi tằng chít tằng ba bi dô năng ta tô ca rê. Đi là đoạn âm, sô trường âm thông thường, đi đoạn âm, sằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dằn tằng hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá dí hai đoạn âm, ra quê ri qua bốn trường âm thông thường, bá ná hai đoạn âm, quê ri hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mít trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, bá ní hí ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, bí đoạn âm, vô trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, cá đoạn âm, rê trường âm thông thường. Con xin đọc lại.
đi sô đi sằng dằn tằng ca di ra quê ri và ba na quê ri năng mít cha ba ni hi tằng chít tằng và bi dô năng ta tô ca rê đi sô đi sô đi sằng dằn tằng ca di ra quê ri và ba na quê ri năng mít cha ba ni hi tằng chít tằng và bi dô năng ta tô ca rê đi sô đi sằng đi sô đi sằng dằn tằng ca di ra quê ri và ba na quê ri ri năng mít cha ba ni hi tằng chít tằng và bi dô năng ta tô ca rê kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xài mời đọc, xin đạo tràng sửa cho con. Con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con xin kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được đọc câu pháp cú 42. Đi sô đi sằng dằn tằng ca di ra quê ri và ba na quê ri năng mít cha ba ni tằng chít tằng pa bi dô năng ta tô ca rê. Dạ, con xin được phân tích 4 câu liên tục. Đi đoạn âm, sô trường âm thông thường. Đi đoạn âm, sằng dằn tằng ba trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Cá dí, hai đoạn âm ra, trường âm thông thường. Câu số 2, quê ri qua là ba trường âm thông thường. Bá ná, hai đoạn âm. Quê ri, hai trường âm thông thường. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu 3, mít trường âm nhấn, cha trường âm thông thường. Bá ní hí là ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, ba trường âm thông thường, bí đoạn âm, vô trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, cá đoạn âm, rê trường âm thông thường. Dạ, con xin được đọc lại. Đi sô đi sằng dằn tằng ca di ra quê ri qua ba na quê ri năng mít cha ba ni tằng chít tằng pa bi vô năng ta tô ca rê. Đi sô đi sằng dằn tằng ca di ra quê ri qua ba na quê ri năng mít cha ba ni tằng chít tằng pa bi vô năng ta tô ca rê. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin kính tri ân Sư Trí Đức, con kính tri ân đạo tràng, con xin được xuống mít và nhường cho vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Hạnh Dung, Thiện Vũ, Quang Thanh, Thích Hồng Mai, Huynh Giang Nhật Hạ, Thích Hoàng Thanh, cha Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức, Đại Đức, Đại Đức, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya giá. Dạ, còn vị nào chưa trả bài không? Xin mời bàn tay ạ. Dạ, Nhật Quỳnh, ô, mời quan thanh. Dạ, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con xin kính đảnh lễ Ngài
Chí Đức và kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang và kính đảnh lễ đại đức. Con kính lễ chư tôn đức tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 42. Đi sô đi sằng giang tăng ca ri ra quê ri qua ba na quê ri năng mích cha ba ni hi tăng chít tăng ba bi ro năng ta tô ca rê đi sô đi sằng giang tăng ca ri ra quê ri qua ba na quê ri năng mích cha ba ni hi tăng chít tăng ba bi rô năng ta tô ca rê. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Đi sô đi sang tăng ca ri ra quê ri qua ba na quê ri năng. Đi là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ca và rí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, quê là trường âm thông thường, ri là trường âm thông thường, qua là trường âm thông thường, bá, ná là hai đoạn âm, quê là trường âm thông thường, quê ri là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và câu 4. Mích chà ba ni hi tăng chít tăng bà bi vô năng ta tô ca rê. Mích là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, bá ní hí là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, rô là trường âm đọc trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. À, con xin đọc lại toàn bài. Đi sô đi sang giang kariya quê ri qua ba na quê ri năng mích cha ba ni hi tăng chít tăng ba bi yo năng ta tô ca rê. Kẻ thù hại kẻ thù, oan ra hại oan ra, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Đấy là của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ ạ. Đi số đi sang dần tăng ca ri ra quê ri qua ba na quê ri năng minh cha ba ni ti tăng ti tăng ba bi yo năng ta tô ca rê. Đi số đi sang yang yang tăng ca ri ra quê qua ba na quê năng minh cha ba hi năng chi tăng ba bi lo năng nào con không và con xào chạc đức xuống mấy con kinh bị ký nhập hình đã bắt.
Dạ, sa thú kính cảm ơn Văn Thanh. Dạ, vậy là không còn vị nào đưa tay nữa. Dạ, con xin được ông bà. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ Hồng Mai và Văn Thanh cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Cảm ơn Tina. Tina, ông bà chưa? Tina ơi. Dạ, cảm ơn Văn Thanh. Dạ, còn vị nào chưa? Ông bà xin mời bàn tay nha. Tại Nhật Quỳnh lặng hơi sâu nên Nhật Quỳnh không có biết, không có biết vị nào ông bà chưa, ông bà quan hệ cho Nhật Quỳnh. Dạ, con xin được ông bà trả bài Khá Phước Kinh số 42 ạ. Hà, ông bà chưa? Hà ơi, trả bài chưa? Còn mình Nhật Quỳnh à hả? Dạ, vậy chắc Hà cũng trả bài rồi phải không? Hà chưa hả? Chờ Hà chưa thì để chờ Nhật Quỳnh chút xíu nha Hà nha. Ở cầm mít hai lần rồi bỏ xuống nữa là bị ngài chỉ đức cho ăn cháo lương á. Dạ, đây Nhật Quỳnh xin trước mời Hà nha. Đi sâu đi sẵn dặn tăng cái gì ra quệ ri qua bán quệ ri năng mít trà ba ni hi tặng chích tặng ba bì dỗ năng tật tô cá rê. Đi sơ đi sẵn dặn tăng cái gì ra quệ ri qua bán quệ ri năng mít trà Mani hi tăng chết tăng ba ví dụ năng tát tô cà rê. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Đí đoạn âm sơ trường âm thông thường, đí đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá dí hai đoạn âm ra trường âm thông thường, quê ri qua ba trường âm thông thường. Bá ná hai đoạn âm, quê ri hai trường âm thông thường, năng âm đọc theo giọng nguyên âm. Đi sơ đi sẵn dặn tăng cái gì ra quệ ri qua bá ná quệ ri năng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Mít trường âm nhấn cha trường âm thông thường. Bá ná hí ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ba trường âm thông thường, bí đoạn âm vô trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá đoạn âm tô trường âm thông thường, cá đoạn âm rê trường âm thông thường. Mít cha ba ni hi tăng chít tăng ba bí dợ năng tát tô cá rê. Con xin ông hết 4 câu. Đi sơ đi sẵn dặn tăng ca di ra quệ ri ba mana quệ ri năng mít cha ba ni hi tăng chích tăng ba bí dụ năng tách tơ ca rê. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Và đây là bản chuyên ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con phân tích và đọc có sai, con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa. Con xin được kệ ạ. À. Đi sơ đi sang dặn tặng ca di ra quệ ri qua na qua ba na quệ ri răng. Dạ con sai rồi, dạ, con xin trả lời. Đi sơ đi sang dặn tặng ca di ra quệ ri qua na qua ba na quệ ri năng mệt cha ba ni hi tặng chi tặng ba mi vô năng tà tổ ca rê. Đi sơ đi sang dặn tăng cai di ra quệ ri qua ba na quệ ri năng mệt cha ba ni hi tăng chi tăng ba mi vô năng tà tổ ca rê. Dạ mẫn xích Trần Phụng về vào đạo tràng. Dạ vậy giờ mời Hà nghe. Dạ kính mời bàn tay vị nào mới vào xin đưa bàn tay lên để ông bài ạ. Dạ con kính kính Nguyệt Quỳnh mời Hà. Dạ dạ nam mô Bụt thầy, nam mô Tham mày, nam mô Sàng thầy. Dạ con kính lãnh lễ Tri Đức Tri Tôn Đức Tăng, con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng. Dạ cô ơi, con mới vô con không có thấy bài đâu hết trơn, con xin bài. Dạ cảm ơn cô. Dạ con xin đọc câu pháp cú 42. Disso disang yang tang kari ra we ri wa ba na we ri nang mit cha ba ri hi tang chit tang
Babi yo nang tato kare. Di so di sang yang tang kari. Kajira we ri wa bana we ri nang mit cha. Bani hitang chit tang babi yo nang tato kare. Di so di sang yang tang kari. Di ra we ri wa ba na we ri nang mit cha ba ni hi tang chit tang ba bi yo nang ta to ca re. Kẻ thù hại, kẻ thù an gia hại an gia không bằng tâm hướng tà gây ác trần thân. Bản dịch qua Thượng Thích Minh Châu, con xin công tích. Đí đoạn âm sô, trường âm thông thường. Đí đoạn âm sang, trường âm đặc thị âm ngưng âm. Văn, trường âm đặc thị âm sang văn tăng. Ba trường âm đặc thị âm ngưng âm. Cá đoạn âm, dí đoạn âm ra trường âm thông thường. Quê trường âm thông thường, quê ri qua ba trường âm thông thường. Bá ná hai đoạn âm, quê trường âm thông thường. Ví đoạn âm năng, trường âm đặc thị âm ngưng âm. Đi sô đi sằng dằng tằng ca di ra quê ri qua ba na quê ri nằng. Nít trường âm nhấn cha, trường âm thông thường. Bá ní ha, bá ní hí ba đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chích trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ba trường âm thông thường. Bí đoạn âm vô trường âm thông thường. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá đoạn âm tô trường âm thông thường. Cá đoạn âm rê trường âm thông thường. Nít cha ba ni hi tăng chích tăng ba bi dồ năng tắc tô ca rê. Đi sô đi sằng dằng tằng ca di và quê ri và ba na quê ri nằng. Nít cha ba ni hi tăng chích tăng ba bi dồ năng tắc tô ca rê. Đi sô đi sấm dằng tăng ca di ra quê ri qua ba na quê ri nằm. Mít cha ba ni hi tăng chít tăng ba bi yô nắng ta tô ca rê. Dạ con đã đọc xong, con có sai xin đạo tràng mà ngài chỉnh sửa cho con. Dạ con xin nhà mít cho. Thì cái tiếp con mới thấy chiếc lá màu xanh mới vô, dạ mời chiếc lá màu xanh. Dạ, xà thủ sáu thủ kính cảm ơn sư thà. Dạ, Nhật Bình thấy cô tu nữ tại duyên mới vào đạo tràng. Dạ, Nhật Bình kính lễ cô tu nữ tại duyên. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Hồng Thâm cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, Trần Phụng trả bài chưa? Trần Phụng ơi, cô tại duyên đã ôn bài chưa cô? Dạ, con kính tri ân sư cho con một tín hiệu. Dạ, hôm nay con thấy sư có trước máy và con mà chưa có thấy... Ngài xuất hiện, con cung thỉnh đại đức Pháp Trang cùng với chúng con ôn bài pháp kinh số 42 bạch sư. Lâu lắm rồi con mới thấy sư có trước máy ạ. Dạ, con kính nhân bích đến sư. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức, đại đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng và tất cả quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Giờ đây chúng con xin được phép ôn bài kinh Pháp Cú số 42. Đi sô đi sằng dằng tằng ca di ra quê ri qua pa na quê ri nằng mít cha pa ni tằng chít tằng ca pa vô nằng ta tô ca ri.
đi sô đi sang dang tang ta di ra vi ri va pa na vi ri nang mi ta pa ni tang chit tang ta pa yo nang ta tu ta re đi sô đi sang dang ta ti đi sô đi sang dang tang ta di ra vi ri va pa na vi ri nang mi ta pa ni tang chit tang ta pa yo nang ta tu ta re kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, cân bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Và đây là bản dịch của Thầy Hòa Thượng. Bây giờ chúng tôi đã đọc xong rồi. Bây giờ hình như thấy bàn tay của huynh Giang Nhật Hà với Đại Đức Đại Đức. Và bây giờ xin mời quý vị Nam Mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Mạng, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được ôn bài Kinh Pháp Cú câu số 42. Đi sô đi săng văn tăng cái di ra quê ri qua ba na quê ri năng mít cha panihi tăng chít tăng pa pi yo năng tát tô ca rê. Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Dạ, và bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, con xin được kể. Đi so đi sang văn tăng ca di ra quê ri qua pa na quê ri năng Mitcha bani hi tăng chít tăng papi yo năng tát tô ca rê. Đi so đi sang văn tăng ca di ra quê ri qua ba na quê ri năng Mitcha bani hi tăng chít tăng papi yo năng tát tô ca rê. Đi so đi sang văn tăng ca di ra quê ri qua ba na quê ri năng Mitcha bani hi tăng chít tăng papi yo năng tát tô ca rê. Dạ, con xin hết, con xin xuống mít. Dạ, kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, kính chư ân đại đức. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tự Đức, kính lễ quý tu nữ và thanh chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho Thủy Yên biết nghe rõ. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh đã phát bài. Dạ, bây giờ Thủy Yên xin đọc câu pháp cú số 42. Đi sô đi sô văn tăng ca di ra quê ri qua ba na quê ri răng. Bữa nay phân tích đặt phân tích phải không Nhật Quỳnh? Đi là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, đi là đoạn âm, sang là trường âm giọng nguyên âm, văn tăng trường âm giọng nguyên âm, cá dí hai đoạn âm, ra trường âm thông thường. Đoạn hai, quê ri qua ba trường âm thông thường, bá má hai đoạn âm, quê ri hai trường âm thông thường, năng trường âm giọng nguyên âm. Đoạn ba và bốn, mít cha ba hít mít cha ba ni tăng chít tăng ba bi yo năng tato kare. Mít trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, ba ni hi ba đoạn âm, tăng trường âm giọng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tăng trường âm giọng nguyên âm. Đoạn bốn, ba trường âm thông thường, bí đoạn âm, vô trường âm thông thường, năng trường âm giọng nguyên âm,
tá, đoạn âm, tô, trường âm thông thường, cá, đoạn âm, rê, trường âm thông thường, mít chà bán, bán đi hít tăng chít tăng ba, ba vi yô năng tát tô các rê, đi sô đi sằng dằng tăng các di ra quê ri qua bá na quê ri răng mít chà bá ni hi tăng chít tăng ba pi yô năng tát tô các rê, đi sô đi sằng dằng tăng các di ra quê ri qua bá quê ri qua bá na quê ri răng mít chà bá ni hi tăng chít tăng ba pi yo năng ta to ca re, đi so đi sang yang tăng ca di ra quê đi qua ba na quê đi răng đi năng mi cha ba ni tăng chi tăng ba bi yo năng ta tô ca rê, đi sô đi sang văn tăng ca di ra quê đi qua ba na quê ca na quê đi mi ba hin ba ni tăng chi tăng ba bi yo năng ta tô ca rê, kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Khổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À dạ, tự nhiên đã đọc bài phân tích, dành nếu có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Ngài quên, tự nhiên quên. Dạ bây giờ tự nhiên xin xuống mic ạ. Dạ kính mời vị tiếp theo, chắc mời Nhật Quỳnh quá. Dạ xà thu kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, vừa vào đạo tràng thì gặp Nhật Quỳnh rồi. Có quan hệ không cô? Hay là thấy Nhật Quỳnh là thấy ghét rồi? Gặp mặt là kêu tên, gặp mặt là kêu tên, phải không cô? Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, An Nhiên và Thiện Vũ đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa cho Nhật Quỳnh hỏi nha. Thật tình là nói là Nhật Quỳnh chào An Nhiên, nhưng mà Nhật Quỳnh không có dám mà gọi là cái gì hết á, tại vì Nhật Quỳnh không hiểu An Nhiên là cư sĩ hay là tu sĩ, và nam hay là nữ, nên Nhật Quỳnh rất là ngại, không biết chào hỏi sao cho đúng phép. Dạ, An Nhiên có thể cho Nhật Quỳnh biết được một chút xíu về mình không? Dạ, để Nhật Quỳnh có thể chào hỏi cho đúng phép ạ. Dạ, kính chào đồng tuệ vào đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá Bạch Ngài, con thấy đồng hồ của con là 5 giờ 52 phút rồi. Con cung thỉnh Ngài trở lại đạo tràng ạ. Nam Mô Bích Thai Giá. Và một lần nữa con cung thỉnh Ngài Trí Đức trở lại đạo tràng. Ngài cho con xin một tín hiệu để con kính nhân bích đến Ngài ạ. Con nghĩ chắc là không còn vị nào ôn bài nữa. Dạ, bữa nay là đạo tràng hoan hỷ nè, đã có 2 vị sư lên ôn bài rồi. Bạch Ngài, Ngài trở lại chưa? Dạ, xà thủ con kính nhân bích đến Ngài. Và bài học lúc nãy con nghe Ngài chỉnh thì con đã sửa rồi, con gửi cho Ngài rồi mà con không có thấy Ngài vớt ra, nên con mạn phép con vớt ra. Nếu con có chi sơ sót con kính kính Ngài ạ. Quan hỷ chỉ dạy cho con kính nhân bích đến Ngài ạ. Xà thủ xin Nhật Quỳnh. Hôm nay đạo tràng vị nào cũng giỏi hết đó. Không có chỉnh sửa gì hết, nghe coi như thông suốt đó.
rồi thêm đại đức Pháp Trang, đại đức Tuệ Đức tham gia nữa. Đạo tràng hôm nay tuyệt vời, đọc kinh cũng hay, đọc kệ cũng hay luôn. Nghĩa là chúng tôi không có ý kiến gì nữa. Rồi bây giờ chúng ta đi vào tự vần của câu Phật ngôn 42 ha. Đọc xong chúng ta hiểu được ý nghĩa và chúng ta hoan hỷ có niềm tin rồi thực hành theo. Đó là cái mục đích của chúng ta học Pháp. Đi sô đi sang dân tầng cái gì ra, đi sô đi sang dân tầng cái gì ra. Đây có năm từ. Chữ đi sô do cái từ đi xa. Đi xa đó là một danh từ nam tính Akaranta Pumlinga. Và chữ đi xa này nó đứng làm chủ từ số ít. Và tham án ngay cái quá trình nó bị phát tí. Cho nên chữ đi sô ở đây có nghĩa là kẻ địch hay là kẻ thù. Địch với thù cũng giống nhau hả? Rồi thêm cái chữ đi săn, nó cũng do cái chữ đi xa mà ra. Đi săn thì ở đây nó chia theo đối cách số ít, đối tỷ giao thì phát tế có ba chữ na. Cho nên chữ đi xa biến thành đi săn. Đi săn là đối với kẻ địch, đối với kẻ thù. Kẻ thù, kẻ địch. Đi săn đối với kẻ thù, đối với kẻ địch. Rồi, chữ thứ ba là dân. Dân do đại từ giá, một đại từ quan hệ. Và đại từ giá này được chia theo đối cách số ít, đối từ giá quy phát thi hệ có quá trình hạ. Cho nên chữ giá biến thành chữ dân. Dân là cái gì, bất luận cái gì, điều gì. Dân. Rồi chữ tăng do đại từ tá. Và đại từ này cũng được chia theo đối các số ít đối tỷ giao phát thi hệ các quan trần á. Cho nên ta biến thành tăng. Tăng là người ấy, kẻ ấy. Rồi Kajira. Kajira do động từ karoti. À, cái gì ra đây là một cái động từ số ít. À, do động từ có rô tí ha, có thể gây nên, có thể làm nên, có thể gây nên, có thể làm nên. Rồi câu số 2. Câu số 2. Weri wa pana weri nang. Weri wa pana weri nang. Weri. Weri đây là một danh tính từ nam tính. À, do cái từ weri. Quê ra nó là một danh từ trung tính. Akrantana pung sakalinga. Quê ra có nghĩa là quán thù, quán hận hay là sân hận. Nhưng mà ở đây quê ri có nghĩa là kẻ có sự quán thù, kẻ có sự quán hận, hay là người có sự ân hận. Quê ri. Rồi chữ qua, qua ở đây có nghĩa là hay hoặc. Và qua theo chữ Việt Nam đi, qua là quà đi, hay hoặc, hay hoặc. Rồi cái từ Pana, đây là một trạng từ hơn nữa. Rồi very năng. Ở đây, đối với kẻ oán thù, đối với người thù hận, đối với kẻ oán thù, đối với người thù hận.
số 3. Miccha banihi tăng chít tăng. Miccha banihi tăng chít tăng. Ở đây chúng ta cắt ra, chia ra ha. Chữ miccha banihi tăng thì chữ miccha là một, banihi tăng là hai. Miccha đây là một tạng từ, có nghĩa là sai trái, tà vậy. Miccha là sai trái, tà vậy. Banihitang, banihitang do cái từ banihita, một cái dạng quá khứ phân từ ha, nhưng mà được chia theo đối các số ít. Đức Tỳ Giáo vì phát thi ê câu quan trần á cho nên banihita biến thành banihitang. Banihitang đã được hướng đi, đã được uống theo, đã được hướng đi, đã được uống theo. Vậy thì miccha banihitang hướng đến sự tà vậy, hướng về điều sai trái. Hướng đến điều tà vậy, hướng về điều sai trái. Miccha banihitang. Rồi cái gì hướng về tà vậy, hướng về sai trái, đó là cittang. Cittang do từ citta, citta là tâm. Tâm hướng về sự tà vậy, tâm hướng về điều sai trái. Và câu cuối cùng, bà bí vô năng ta tô ca rê, bà bí vô năng ta tô ca rê. Bà bí vô đây là một một trang từ ha, đây là một bất biến từ chứ, có nghĩa là điều còn tồi tệ, điều xấu ác, điều ác. Ba bí vô do cái từ ba pá, cái điều xấu ác, cái điều tồi tệ. Rồi năng, năng đây là một đại từ do cái từ ê ná, có nghĩa là người ấy. Năng là người ấy. Rồi chữ tato, tato đây là một trạng từ hơn thế nữa. Tato là hơn thế nữa. Các về do động từ karoti, có thể là. Các về có thể là. Vậy thì câu Phật ngôn 42 có ý nghĩa tâm đến tâm hướng về sự tà vậy có thể gây nên cho người ấy điều còn tồi tệ hơn so với việc mà kẻ địch có thể làm đối với kẻ địch, hoặc là việc mà kẻ thù có thể làm đối với kẻ gây oán thù. Xin lặp lại ha. Tâm hướng đến sự tà vậy có thể gây nên cho người ấy điều còn tồi tệ hơn so với việc mà kẻ địch có thể làm đối với kẻ địch, hoặc là việc mà kẻ oán thù có thể làm đối với người thù oán. Câu Phật ngôn 42 ngày Hòa Thượng Giới Đức Đạo Phổ Thơ Lục Bát thế này: kẻ thù hiềm hại kẻ thù, oan gia trước hiểm báo cừu oan gia. Ghê hơn tâm hướng ác tà, vạn lần nguy khốn cho ta, cho người. Kẻ thù hiềm hại kẻ thù, oan gia trước hiểm báo cừu oan gia. Ghê hơn tâm hướng ác tà, vạn lần nguy khốn cho ta, cho người. Rồi Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thơ Ngũ Ngôn ha,
kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Ở đây tâm hướng tà là tâm gì? Nó về mười pháp bất thiện. Mười pháp bất thiện đó là thân của chúng ta có ba, khẩu của chúng ta có bốn, và ý của chúng ta có ba. À, cho nên gọi là mười pháp bất thiện. Do thân, do khẩu, biết rồi, la hoài. Rồi, bây giờ chúng ta đã hiểu về cái tự vận. Trong cái tự vận này thì quý vị có gì thắc mắc không? Thấy có cái từ nào nó rắc rối thì chúng ta có thể, hoặc là cái chỗ nào chúng tôi sai thì quý vị chỉnh giùm ha. Kim lưu vậy nè. Đây, câu Phật ngôn 42, bây giờ chúng ta tìm hiểu về duyên sự nha. Đây là một câu Phật ngôn mà nói lên cái vấn đề mà cái duyên, cái nợ hay là cái nhân, cái quả. Khi mà Đức Phật Ngài ngự tại Kosala, tại cái tại nơi này thì Đức Phật Ngài đã đề cập đến một chủ trại trang bò, một chủ trại, một nông trại mà người chủ tên là Nanda. Alo, chữ Nanda viết như thế nào đây? Quý vị viết thử cái tên của người này. Sĩ Nhật Quỳnh viết thì làm sao mà sai được hả? Sĩ Nhật Quỳnh mà viết lên là coi như chính xác ngay. Chữ Nanda. Nanda thì quý vị coi như đã từng gặp trường hợp nào về chữ Nanda này. Alo, chữ Nanda. Ananda là một ha, rồi Nanda là hai ha. Thì cái chữ Nanda này quý vị đã từng gặp một câu chuyện về Nanda. Và thì Nanda nó như là ai ạ? Quý vị còn nhớ không? Để chúng ta có một cái sự liên tưởng, có một cái sự so sánh. Chứ đừng có nói lấy râu ông nọ cắm cầm bà kia ha. Em của Đức Phật, em của Đức Thế Tôn. Tại sao mà nhớ cái người này? Người này mục đích đi tu để làm cái gì? Mà thật sự ra đâu có mục đích để tu, bị cưỡng ép. Nghĩa là coi như sợ mà đi tu. Đi tu để kiếm người đẹp. Đúng rồi. Khi mà nhớ cái ông Nanh Đá đó thì phải nhớ cái ông Nanh Đá này. Nhưng ông Nanh Đá là này là chủ một cái trang trại mà nuôi bò ha. Ở trong thành Sawatthi có một gia chủ là thuộc hạ của ông Anathapindika. Chữ Anathapindika, chữ này viết sao? Alo, quý vị viết cho đúng. Bởi vì biết người đề tớ thì phải biết ông chủ, biết người làm công thì phải biết ông chủ. Mà ông chủ tên là Anathapindika. Alo, chữ này viết sang đây bà con. Anatha, chữ nhỏ xíu, quên dân Nhật hà, bình đi cả. Rồi, trợn mắt dồn cũng ra. Rồi, Sĩ Hồng Mai cũng chính xác luôn. Rồi, Anatha, có phải vậy không đó? Anatha bình đi cả. Đúng rồi, Anatha bình đi cả. Tức là ông đó tên là cấp đồ đọc ha.
là Tháp Bình Địch á. Thì ông chủ là tên là Tháp Bình Địch á, cấp Bồ Đọc, mà người làm công, người thuộc hạ là ông Nanh Đá. Ông Nanh Đá này là một chú, một trại bò, một trang trại rất là giàu có, tài sản đồ sộ, nghĩa là làm ăn không khá. Thì ông Nanh Đá này thỉnh thoảng đem năm món ngư vị, tức là con bò có những cái tinh túy, những cái sản phẩm của con bò mà rất là ngon á, thì gọi là gô rasa, thì có tất cả năm món đem đến biếu cho ông chủ là Anathapindika. Thì đến biếu cho ông chủ là có cơ hội để có dịp để gặp Đức Phật mà nghe pháp. Và sau đó thì hoan hỷ quá, ông Nanh Đá này mới thỉnh Đức Phật đến nhà để mà trai đăng. Rồi một hôm đang du hành cùng với đại chúng tỳ khưu trên đường, thì Đức Phật ngài biết rõ về cái duyên lành của ông Nanh Đá này đã chín mùi, cho nên Đức Phật á, ngài mới đi tắt ra một con đường nhỏ, ngự đến một gốc cây, ngồi gần cái nhà, cái trang trại của ông Nanh Đá. Ông Nanh Đá thấy Đức Phật rồi mới hoan hỷ đến cha thân thiện chào hỏi, rồi thỉnh Đức Phật ngự đến nhà của ông ta, và ông cúng dường thực phẩm có đủ năm thứ ngưu vị đến Đức Phật và Chư Tăng suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, Đức Phật ngài phúc chúc cho thí chủ hoan hỷ, rồi thuyết luôn về tuần tự pháp, tức là ngài giảng từ bố thí cho đến phước báo của sự xuất gia. Sau khi mà Đức Phật chấm dứt pháp thoại, thì ông Nanh Đá chủ cái trại bò này chứng đắc thánh quả dự lưu. Ông hoan hỷ quá, ôm bình bát đưa Đức Phật đi một đoạn đường xa. Rồi khi nghe lệnh của Đức Phật, ông Thiện Nam hãy dừng. Và thế là ông Nanh Đá mới đảnh lễ cáo từ Đức Phật, rồi quay trở lại nhà. Trong lúc mà quay trở lại nhà, thì một người thợ săn đã bắn trúng ông Nanh Đá, khiến cho ông ta chết ngay lập tức. Những vị tỳ khưu đi sau thấy như vậy, ồ, than phiền với Đức Phật. Bạch ngài, ông Nanh Đá chú trại bò, vì có ngài đã đến đây dự lễ trai tăng, mà ông ta đi theo tiễn ngài, cho nên khi trở về mới bị giết chết. Nếu mà như ngài không đến đây thì ông ta đâu có chết. Đức Phật ngài trả lời: này các tỳ kheo, dầu ta có đến hay là không có đến cũng vậy à. Trong bốn phương tám hướng, cho dù ông ta có đi hướng nào cũng không thoát khỏi tử thần. Mà quả thật vậy, cái tội khổ nào mà cả cái bọn cướp và kẻ thù đều không thể gây hại cho nhau, thì chính cái tâm lệch lạc là vậy, nó thúc đẩy những chúng sanh này phải rơi vào cái tội khổ đó. Và Đức Phật ngài đã đọc lên, thuyết lên câu Phật ngôn 42 này. Câu Phật ngôn 42: Đi sô đi sân dân tăng ca di ra quê ri qua pa na quê ri năng mi cha ba na hi tăng chít tăng ba pi yo năng tát tô ca rê. Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Và câu Phật ngôn này
không có cái tiềm thức về quá khứ. Vì sao? Vì trên con đường đi, cho nên là các vị vị khưu đã không hỏi tại sao ông ta chết một cách kỳ cục vậy, tại sao đương làm phước quan hỷ, tại sao mà khi trên con đường đi về mà ông ta bị người thợ săn bắn chết, không ra ai thắc mắc cả. Bởi vì trên đường đi mà hỏi về duyên sự như vậy thì coi như là không đúng lúc đúng thời. Vì Di Tăng không hỏi đến tiền nghiệp của cận sự nam nên đã trú cho bò. Cho nên Đức Phật cũng không có cái dẫn giải, và chúng ta hiểu theo cái sự hiểu biết của chúng ta. Vậy thì trong câu Phật ngôn 42, cúng Phật trai tăng đủ 7 ngày nên đã chết giữ cũng kỳ thai, mũi tên quan nghiệp trăm người rõ, quả sánh Tu Đà mấy kẻ hay, tâm niệm khi lành khi hiểm ác, thân sanh lúc sướng lúc quả đầy, do chi ngặt nảy tùy duyên nghiệp, tội phước là nhân tạo rủi may. Qua câu Phật ngôn coi như 42 cho chúng ta thấy một cái điều mà hy hữu đặc biệt ha. Ông Thành Đắc, một cái người đã tạo được phước duyên để chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, thế mà trên khi mà đến lễ Đức Phật quay về theo lệnh Đức Phật, thôi dừng lại được rồi, đừng đưa tiễn nữa, thì ông ta mới đảnh lễ Đức Phật xong, ông quay trở lại đi về. Thì khi quay trở lại đi về như vậy, tại sao một mũi tên mà nó nhắm ngay ông ta và bắn tới, mà nhắm ta bắn tới mà trong cái số chư tăng mà quá trời như này hả, trong cái số chư tăng đông như vậy đó, mà sao không trúng sư nào hết mà lại trúng ngay ông ta? Thì ở đây trong cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp, trong cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp, tại sao một cái đông đúc như vậy đó mà không trúng ai hết, mà trúng không một mình? Tức là biệt nghiệp do cái nhân quả khứ chúng ta đã tạo, để rồi bây giờ chúng ta phải thọ lãnh thôi. Trên toàn thế giới ha, quý vị thấy cái số lượng con người, chúng sinh sinh ra quá trời quá đất, nhất là có nhiều khi cái nạn nhân mãn mà chúng ta không đủ đất để mà sống, rồi phải tha phương cầu thực đi chỗ này chỗ kia. Nhưng mà đi chỗ này chỗ kia thì vẫn biết rằng hữu sinh hữu diệt, tức là chúng ta sống qua ngày chờ qua đời, trước sau cũng chết. Nhưng mà tại sao trong cái cộng nghiệp mà chúng ta thấy, tức là nước này nước kia nước nọ ha, bị cái nạn Covid ha, nhưng mà Covid nó cũng có người chứ không phải là ai cũng chết hết. Có một gia đình hy hữu, quý vị coi trên mạng, gia đình có tất cả 13 người ha, mà 12 người đã bị dương tính. Tại sao một người không bị dương tính? Mà cái người không bị dương tính đó là một cái người mà coi như dậu nhạt bê tha. Tại sao vậy? Hãy thấy coi như trong gia đình coi như ai cũng cách ly, ai cũng coi như là rầu rĩ rồi này kia, coi như bệnh hoạn như vậy, thì anh ta nghĩ rằng trước sau cũng chết thôi. Bây giờ người ta nói cái câu mà hiếm lộ năng hành, kim tắc mã, dục phá thành sầu, tửu vi quân. Cái câu thứ hai, dục phá thành sầu, tửu vi quân. Tức này bây giờ buồn quá,
gia đình có 13 người mà coi như chuẩn bị đi đoàn tụ hết rồi. Thì bây giờ thôi, trước sau mình cũng chết, sợ đi chung nó vui hơn. À, dục phá thành sầu, tiểu vi quần thôi, mượn rượu mà giải sầu. À, sáng say chiều xỉn. À, nhưng mà khi mà xét lại cái vấn đề anh này có bị lây nhiễm không? Nhưng mà khám xét lại thì anh tới 5 lần vẫn là dương tính. Thì đây là một trường hợp như thế nào? Có phải là biệt hiệp không? Trong một gia đình chung đụng với nhau mà anh này á không sợ chết. Ôi sợ, mày sợ chết mình cũng chết chảy. Thôi thì bây giờ buồn mình cũng sẽ ra đi với người ta. Nhưng mà thật sự ra người ta nhậu sáng say chiều xỉn. À, giờ vậy là chứng tỏ cái cô nàng này 19 tuổi này, cô nàng 19 tuổi này sợ ông thần men. À, đó là một cái trường hợp gọi là biệt nghiệp. Thì bây giờ cái thời gian này, à, tại sao mà ông nhắm cái ông nanh đá này mà ông bắn? Nhắm ông nanh đá này bắn tại vì cố quan trái trong quá khứ. Cố quan trái trong quá khứ. Hoặc là một câu chuyện mà quý vị biết rằng cái chuyện chuyện Nguyên Tào á. Hồi xưa Nguyên Chân là một vị thừa tướng ha. Nhưng mà Nguyên Chân nhận được lệnh phải đi giết Long Vương. À, rồi Long Vương nó biết rằng mình sẽ bị chết lúc 12 giờ trưa. Cho nên Long Vương này mới cầu cứu với trước vua. Bởi vì Nguyên Chân là thừa tướng thì cầu cứu Đức vua hứa nhận lời. À, ta sẽ cản Nguyên Chân không cho nó giết nhà ngươi. Bằng cách là ông vua đó, ông mời Nguyên Chân vị thừa tướng này đúng khoảng 12 giờ là trong khoảng thời gian đó cầm Nguyên Chân lại đánh cờ tướng với Đức vua. Cứ nghĩa là Nguyên Chân không có thể thân hành đi giết Long Vương được. Nhưng mà rồi sao? Tới 12 nghĩa là ngồi chơi từ 11 giờ cho tới 12 giờ tới 1 giờ vân vân. À, trong cái giờ ngọ đó thì nhưng mà vẫn bị giết á. Trời ơi sao xích an nhiên này hay thật thôi. Biết hết trơn rồi vậy còn nói gì người ta. À, thôi bây giờ riêng xích an nhiên hả? Thì bây giờ để nói cho nó không biết có đúng không. Rồi khi mà tới 11 giờ rưỡi gần 12 giờ thì Nguyên Chân nó có vẻ mệt mỏi nằm ngủ. À, hắn nằm ngủ. Mà khi nằm ngủ như vậy thì tướng tinh của nó xuất ra và nó đi giết Long Vương, giết con rồng. À, đúng 12 giờ trưa vậy là con rồng nó bị rơi đầu. À, thì sau này con rồng đi kiện nói sao ta? Ông nhận lời tôi mà rồi tôi vẫn bị giết như vậy là coi như ông đã thất hứa. À, thì quý vị thấy rằng trong vấn đề quan trái cái chết á, nhiều khi con người nó chết vì nước á, úp mặt vô trong thau nước nó cũng chết. À, hoặc là nó nhảy xuống nước nó cũng chết đuối. À, nhưng mà rồi nghe cái từ chết vì nước á, là coi như là tủ quốc ghi công khổ vậy. À, thôi bây giờ trong cái duyên sự, trong câu Phật ngôn 42, à, để lại khoảng thời gian cho quý vị coi như sinh hoạt nhé. Chứ bây giờ chúng tôi nói nhiều quá rồi, chứ quý vị có ý kiến ý còn sao đây? Rồi, xin mời quý vị có ý kiến nha. Ủa, mời có ý kiến thì xích an nhiên bỏ chạy hay ta? Kỳ vậy? À, nói rằng cái vấn đề việc nghiệp coi như Long Vương bị giết, Nguyên Chân giết đó là coi như xích biết rồi cho nên bỏ đi phải không? Thôi còn người khác. Alo, ai có ý kiến gì vậy? Rồi mời xin nhật mình nha.
chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi giảng từ vựng 10 viên sự cơ pháp quốc kinh số 42 cho chúng con được nghe, hiểu và hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con nghe câu chuyện Ngài kể về một chuyện tàu đó. Thật sự những cái tên nhân vật thì con không nhớ, nhưng mà con nghiệm ra được một điều. Con nghiệm ra một điều và con xin chia sẻ với đạo tràng để thấy cái ngu của con. Dạ, con nhớ hồi xưa đó, khi con làm ăn và bị thất bại, ôi cha ơi, con đi coi thầy đủ chỗ hết á. Dạ, sửa nhà, sửa cửa, sửa tùm lum tà la. Dạ, sửa đã đời, hướng này, hướng kia, hướng nọ. Hướng đã đời rồi, phải bán nhà. Và sau đó thì con gặp được giáo pháp của Phật giáo Nguyên Thủy. Con được quý sư giảng dạy, con nghe dần dần con hiểu được cái nghiệp quá khứ mình nó đã trộn. Thì mình phải chấp nhận thôi. Không có thầy, không có hướng, không có chỗ ôn đào mà để mà có thể sửa được hết. Nên từ đó về sau, thôi, xin lỗi, không có nghe thầy bà nữa, cũng không nghe một ai nữa. Mà biết một điều, cái gì nó đến với mình là mình đã tạo. Dù ít hay dù nhiều, mình đã tạo rồi, thì bây giờ mình phải nhận lãnh. Chứ mà có khi thì mình kham chịu nổi, nhưng có khi con cũng không có kham chịu nổi, con cũng cãi lời chứ cũng không có kham chịu. Nhưng mà khi con cãi lời thì con biết mình đã sai, vì con tự dạy mình đây là chuyện mình đã tạo, thì mình phải nhận đi thì nó bớt. Còn nếu không, nếu mình cãi lời thì mình sẽ còn phải chịu nhiều hơn nữa. Nên là con muốn chia sẻ cái điều này với đạo tràng thôi. Và con cung thỉnh Ngài, cung thỉnh những đạo tràng có những ý nghĩa như nào trong cái bài pháp cú ngày hôm nay. Và con thành kính tri ơn quý Ngài và cảm ơn đạo tràng. Và con kính dâng bích đến đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con không thấy bàn tay của ai hết, mà con nhìn đồng hồ con có 4 phút. Con cung thỉnh Ngài trở lại đầu tràng để đúc kết học ngày hôm nay ạ. Dạ, cảm ơn quan tâm. Dạ, con kính nhân bích đến Ngài. Dạ, Ngài cho con xin ý kiến. Dạ, con ý kiến con về bài học ngày hôm nay, và con có sai trái cái gì con xin Ngài chỉ dạy để con chỉnh lại ạ. Sa thủ sư Nhật Quỳnh, ý kiến hay, đâu có gì sai trái. Mỗi người đóng góp mỗi ý kiến, rồi càng nhiều ý kiến giống như một bàn tay mà có 5 ngón ha. Với 5 cái ngón tay này sẽ nắm được bất cứ những cái gì, còn nếu mà một ngón tay thì chúng ta làm được cái gì. Cho nên càng nhiều ý kiến càng tốt. Nhân quả cũ ha, không tạo nhân BT mới. Alo, nhân BT là nhân gì đây bà con? Nhất là Sít Hà, cái nhân mà nhân có BT nè ha. Thôi, nhân bất thiện ha. Rồi, trời ơi, vậy mà để nhân BT nữa nha. Nhân quả cũ không tạo nhân bất thiện mới, chưa chắc ha. Thấy một vị thánh á, mà còn bị đau khổ vậy đó, mà chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn rồi á, mà còn bị bắn một phát là chết ngay đây. Rồi một vị A La Hán á, mà còn bị bò nó hút chết nữa. Rồi ngài một Quyền Liên á, còn bị làm
hamburger bò nó bầm nát như tường. Bởi vì cái nghiệp là bất khả tư nghị, ở trên tay á, mà trong cái nghiệp này có thiện, có bất thiện, có cộng nghiệp, có biệt nghiệp. Thôi, còn một câu Phật ngôn nữa là chúng ta chấm dứt cái phần tự ngã ha. Phần phẩm tâm chứ. Chitta quốc gia. Chitta quốc gia. Rồi. Bây giờ cái thời gian cũng chấm dứt ha. Chúng ta học để rồi thực hành theo, áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa, nhất là những câu Phật ngôn để làm kim chỉ nam cho cuộc sống chúng ta. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tường thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền sẽ ngôi lực vô biên, chư toàn giác độc giác và khinh văn tính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ rung Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Rê tê na sa cha quá chê na so kỳ vô hô tụ sa bà đà. Do lời chân thật này kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Dạ. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Yeah.